kính gửi chủ tịch liên đoàn hiệp hội những người mất ngủ mất dậy, đội trưởng trung đoàn bắn sức khỏe, người viết lên bí quyết mặc quần hỏi đi ông tổ sâu vậy. Cảm thấy beef với MC ngay, tao nhận được rất nhiều lời phán xét. Cạch một test, ICD, đi mở mai đã cạch một test. Mà ký ức nhục nhất của test là nhận beef với MC ngay. Tao thì danh mất phần đời còn lại gắn kết cái danh mất dạy láo tuét. Tuổi cứ như là có phép màu, ta ghê càng ngày càng lọng chó. Quả và tôn giáo là những thứ đáng ghét trong mắt nó. Nếu cảm thấy đấu được thì mày hạng ra nhạc tiếp. Đừng ra bài cho đủ, baby MC trận beef. Người ta diss, người ta tìm câu sát thương. Còn mày thì chạy đi tìm mấy ông anh trong tưởng tượng. Người ta làm nhạc vì thích, đâu chỉ vì view cao view ít. YouTube có phải Mai Thúy đâu mà suốt ngày mày đòi hit. Khoe mình nặng con bằng chân bảy, bảo sao mày mãi là thằng trai con. Mày cứ cố ra vẻ hip hop thì mày chỉ lại càng ra vẻ non. Tao đã quân bằng sức của mình, tao khuyên mày bớt ghen tị lại. Còn vô học đấu với thầy giáo thì bảo sao mà tao bị loại. Rapper số 1 đi mỉa mai thầy táo. Rapper số 1 có mấy ông anh ảo. Rapper số 1 nhưng bị loại mất tiêu rồi. Rapper số 1 nghe lời bảo anh đúng không nào. Rapper số 1 đi mỉa mai thầy táo. Rapper số 1 cay rồi đúng không nào. Rapper số 1 mà cảm thấy nhục quá. Rapper số 1 thêm chim cánh cụt vào. Bước vào trận beef mày đúng một thằng phế trên đường. Cái lắm chứ nhưng vẫn phải tỏ vẻ thế là thường. À nhân tiện thì số nhãn hàng anh từng hợp tác. Còn những phân số năm chú mày từng ngồi trên ghế nhà tường. Truyền thông đến rồi kìa, trình mày chứng hơi tăng. Mày cai thế nào được khi bắt slack kề răng. Thằng mất dậy đi chê nhạc tao văn cỏ. Ừ thì đúng rồi, nhạc ICD mới xuất hiện trong đại băng. Sẽ còn đọng ở khóe miệng mà mày bày đặt đau khớp. Khiến cho mày phải đau đến flow vào lyric tao luôn ăn khớp. Ấn tượng của tao sau cuộc thi mày làm sao mà theo kịp. Ấn tượng của mày sau cuộc thi là thằng mất dậy đi khắc kịp. Tao không vẽ tranh rồi ảo tưởng sống trong những sắc màu đẹp. ICD dù thế nào thì vẫn là huy lớn. Còn ta kè trong trận beat chỉ là thằng huy đầu. Rapper số 1 đi mỉa mai thầy giáo. Rapper số 1 có mấy ông anh ảo. Rapper số 1 nhưng bị loại mất tiêu rồi. Rapper số 1 nghe lời bảo anh đúng không nào. Rapper số 1 đi mỉa mai thầy giáo. Rapper số 1 cay cay đúng không nào. Rapper số 1 mà cảm thấy nhục quá. Rapper số 1 thêm chim cánh cụt vào. Nhờ cho mày tấn công mà tao không yếu đi. I'm the real ass. Tên tao không ta quy. Chửi ai là danh con khi mỗi năm anh lớn. Còn năm nào cả nước chẳng thấy tết ta quy.